Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Ayo, hey, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense nha anh em. Thì hôm nay mình mới ăn trộm được cái quạt của cái ông trong Discord mình anh em ạ. Cái ạc này cũng khá là xịn anh em ạ. Nhìn sơ qua thì anh em có thấy được là ạc của ông ta thì nó sẽ có được con Aqua 150 nè. Rồi con này là con Davi 152 nè. Và có thêm một con là con Libby 175 nữa anh em. Nhưng mà mấy con này chắc anh em coi kênh mình là anh em cũng thấy là mình đã review mấy con này nhiều rồi. Nên là con này không phải là nhân vật chính ngày hôm nay. Như chính ngày hôm nay là sẽ là cái con này anh em ạ. Con này là nó có tên là Ryzen. Nó trong bộ là cậu mốt cậu bé siêu năng lực anh em, cái bộ mà Saitama mà dùng phép anh em ạ. Rồi thì con này là mình nó có tên là Ryzen thôi, mình chỉ biết nó đơn giản vậy thôi. Còn anh em là có thêm thông tin thì để lại bình luận cho mình nha. Thì đây để mình trang bị ba con vào cho anh em coi cái nha. Giờ sớm mình sẽ review nhanh cho anh em coi cái hoàn cảnh ở ngoài, tại vì nếu mình trang bị ba con thì vô kia không có review được. Đây là tổng thể ba con của nó anh em ạ. Giá tiền của nó thì nó sẽ tăng từ Angry là nổi giận lên là Sát lên là bình thường anh em ạ. Nhưng mà nói chung là cái lượng đam hay cái lượng tiền nó cũng không chênh lệch quá nhiều đâu, chủ yếu là nó thay đổi cái blessing thôi anh em ạ. Đây là cái blessing đây để mình gửi hết cho anh em coi từng cái blessing nha. Đây là cái blessing của cái con là lửa anh em ạ. Cái con này là con nóng giận anh em, nó nóng như lửa, nóng như kem. Đấy, con này là con buông bã anh em ạ. Đấy thì anh em mới thấy được buông bã này nhìn nó cũng xịn anh em ạ. Và đây là cái con này là con bình thường anh em ạ. Bình thường thì nó sẽ là màu xanh lá cây. Thì cái lý do mà cái veo của con này hay là cái giá trị của con này nó cao anh em ạ là bởi vì con này là legendary của mùa trước anh em, và cái giá trị sưu tập của nó rất là cao anh em ạ. Kiểu như đồ cổ anh em ạ, anh em ủ càng lâu thì cái giá trị càng cao. Thì mà để mà có được một trong ba cái con này á thì cái ông bạn này của mình đã bỏ ra là 100 donatum anh em ạ. Đấy, 100 donatum để đổi từng con anh em, nên là cái cấp của nó cũng cao. Thì mình biết là ông đổi hai con này được 100 donatum thôi, còn cái con cấp 83 này thì mình không biết như anh em. Mà thôi để tí mình giúp mình kêu mấy anh em mình nó fix con này lên nhiều nhiều cấp tướng anh em. Rồi thì đó là cái vấn đề của mà mình. Còn bây giờ thì mình hãy cùng bắt đầu video để thử coi là 100 donatum của ông này thì ba con này nó có mạnh mẽ hay không nhé anh em. Rồi bắt đầu video thôi. Bạn cần mua robot giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k robux. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ kè thôi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi đấy mà, hiện tại là quay thứ 22 anh em. Mình không biết cái lượng tiền của mấy con này đặt ra bao nhiêu nữa, mình cũng đợi cái lượng tiền nó ổn ổn xíu mình mới ra cho anh em coi. Rồi thì tầm cái quay này chắc quá nó cũng đủ trâu rồi, là cái con của mình nó cũng không mạnh lắm đâu, cái con của ông bạn này cũng không mạnh lắm đâu, nên là mình sẽ đặt ra hết cho anh em coi nha. Thì thứ nhất là cái con này là con phiên bản tức giận nè anh em. Con thì cấp nó thấp nhất nên là cái lượng đam nó thọt hơn so với mấy người khác thì nó cũng dễ hiểu. Cái hoạt ảnh đánh của anh ta là anh ta sẽ dùng cái tay của mình, rồi sau đó anh ta đánh ra kiểu mấy cái bụi đó ở dưới đây nè anh em. Chắc tí mình sẽ biết nó là cái bụi đó bụi gì, tại mình không có coi phim mình không biết anh em. Phiên bản tiếp theo của nó là cái phiên bản con này là con phiên bản bùng gầu anh em, phiên bản sầu đời của anh ta. Rồi thì cái hoạt ảnh đánh này anh em có thấy được là nó cũng không có gì khác biệt lắm anh em ạ. Nhưng mà mình đặt ra nó không cùng thời điểm, chắc là nó còn không cùng thời điểm bởi nó đánh không đều anh em, hoặc kệ đi. Cái vấn đề mà đánh không đều nó cũng không sao đâu. Rồi hãy coi thử cái lượng đam nó có chênh lệch gì giữa hai con cấp 175 này hay không nhé. Thì cái con mà cái phiên bản normal anh em, cái phiên bản bình thường á thì cái lượng đam nó sẽ cao hơn đáng kể so với con cái phiên bản mà buồn bã. Chắc là cái con mà phiên bản mà tức giận thì cái lượng đam nó cũng sẽ gọi là cao hơn nữa anh em, nhưng mà do mình không có đủ kinh tế mình up nên là nó chỉ cấp 91 thôi anh em. Rồi thì hãy cùng đặt cái con mà normal ra để chúng ta coi thử coi là cái hoạt ảnh đánh của nó như nào nha anh em. Đây thì up cái cấp 1 lên thì tốn 1000, tăng thêm chúng ta là 1900 đam. Con này ở cái level max cấp nên là cái lượng đam của nó cũng sẽ nhiều hơn đáng kể nha anh em. Thì nói chung là mấy cấp độ này cũng không có gì đâu, nên là up tiếp lên anh em. Con này cũng khá là nhiều cấp độ nha. Con này chắc là khoảng 8 cấp độ anh em ạ. Nói chung là sẽ dễ chúng ta chém gió hơn. Ở cái cấp độ thứ 3 nó sẽ cho chúng ta thêm 40 rank, cho thêm 2 second, bị tăng 2 giây top đánh là đánh chậm hơn, tăng thêm 1000 đam. Ví dụ lượng đam cũng không nhiều lắm đâu, tại con này nó là legendary mùa trước thì mình cũng hiểu anh em ạ. Và nó sẽ có cái là soul spam, tức là nói chung là đẩy muối liên tục hoặc là cái gì đó anh em. Rồi vậy là cái bột trắng trắng ở đây là muối chứ không phải là ma thúy anh em. Rồi thì đây là cái hoạt ảnh đánh của nó. Hoạt ảnh đánh của nó thì để mình ra thử mấy con khác thử là nó có giống như vậy hay không nhé anh em. Đây đây là hai cái phiên bản khác của anh ta. Hai cái phiên bản khác thì cái lượng tiền up nó sẽ rẻ một tí anh em. Thì nó cũng son spam thôi chứ không có gì khác đâu anh em. Đây mình up luôn con này nha để cho nó giống. Anh em có thấy được là cái lượng tiền nó gọi là có một cái điểm khác biệt nha anh em. Đấy rồi thì mình đã có ba con anh em ạ.
nó sẽ gọi là rắc muối liên tục lên đầu của mấy kẻ thù này, thì nó sẽ nói chung nhìn cũng khá là thú vị, cũng khá là hay ho chứ không phải gì. Đấy, úp lên cấp độ này thì cái lượng đam của hai cái ông son, hai cái ông muối muối bình thường với lại muối muối buồn bã nó chênh lệch nhau là 600 đam anh em. Lượng đam này không nhiều lắm nhưng mà nói chung là nó có chênh lệch anh em ạ. Rồi thì mình sẽ xem hàng này đi ha, để mình úp cái con này lên thử max cấp thử coi nó như nào. Rồi thì con này nâng tiếp nó sẽ trừ 1 giây top đánh rồi cộng thêm 10 đam. Rồi cấp tiếp theo là nó sẽ cộng thêm cho chúng ta là 40 đam, gần 3000 đam, và nó sẽ có thêm spirit hyper, tức là spirit ở đây tức kiểu như bí ẩn anh em ạ, người bạn bí ẩn gọi là hỗ trợ. Rồi thì hãy coi thử coi người bạn bí ẩn hỗ trợ sẽ là cái gì. Rồi thì úp lên xong mình phải đợi nó gọi là cooldown một tí. Rồi thì người bạn bí ẩn hỗ trợ là cái blessing của ông ta anh em. Đây thì đây hiện tại là mình đang có cái blessing của cái con này, là con lửa lửa này là của nóng giận anh em ạ. Để mình úp thử con nóng giận cho anh em coi thử coi là mấy con này thì nó có được chăm chút cái gọi là cái vẻ mà blessing của nó hay không nhé anh em. Đây thì đây là cái update của mình lên cái cấp độ mà nó đã có gọi là người bạn. À thì anh em có thấy được là nó sẽ có nó có thay đổi anh em, cái hoạt ảnh nó đẹp hơn hẳn luôn á anh em ạ. Đấy, cái con này thì mình không có biết cái veo của cái ông này ông mua là bao nhiêu anh em, cái giá trị của con tướng này là bao nhiêu đó, thì ông ta chỉ nói cho mình biết là cái giá trị là xem khoảng là $100 thôi, $100 thôi. Đấy, mình cũng không biết từng con là cái con nào nó mắc hơn con nào, nên là thôi cứ kệ bà nội đi anh em ạ. Ba con này ba con cũng tốn, nếu mà ông nó thành công trăm thì ba con cũng là $300 thì nó cũng nhiều anh em ạ. Mà mình không biết là có cái con nào nó có cái giá trị cao hơn hay không. Rồi kệ, mà cứ bán cái này ha. Rồi chúng ta hãy cùng úp thử cái con này lên max cấp thử coi, cái con mà normal lên max cấp thử coi. Tiếp tục là cộng thêm 10 đam và cộng thêm 3000 đam. Và cấp cuối hai cái cấp cuối. Ủa. À 8 cấp thì ba cấp cuối này đơn giản là cộng thêm rank và cộng thêm lượng đam thôi. Mặc dù cái lượng đam nó cũng ít ỏi thôi nhưng mà được cái là cái hoạt ảnh nó nhìn khá là đẹp anh em ạ. Đấy. Rồi thì nếu mà đặt ở đây thì nó thật là đam, mấy anh em mình để mình coi rank nó bút nhiều không. À mấy con Genos này đam nó rank nó thấp lắm này, mà mình sẽ bán mấy con mấy con này đi ha. Rồi đẩy mấy con đen trên đây để nó làm chậm lại. Bây giờ mình sẽ đặt mấy con này ở đây. Tại mấy con này ở đây nó đánh nó sẽ đẹp hơn cho anh em. Đấy. À, thì mình sẽ đặt ba con này anh em. À ba con thì xong mình úp lên max cấp là anh em tụi mình có thể gọi là coi cái hoạt ảnh đó rồi. Bây giờ hồi nãy mình úp cái con bình thường rồi, phải không? Bây giờ mình sẽ úp tới con này ở chích ở đây, cái xong bấm không được ta. Đây là cái con giận dữ anh em. Đây úp max cấp con giận dữ cho anh em coi. Thì cái lượng đam của nó thì có thể là chênh lệch được hiện anh em, mà tại cái cấp độ của con cái mấy cái giá tiền nâng của mấy cái này nó cũng gọi là khác nha anh em. Đây để mình úp lên max cấp hai con cho anh em coi. Đấy, lượng tiền của con này là gần 10.000, còn lượng tiền của con này chỉ có 9.500, gần 9.500 thôi anh em. Đó là nó chênh lệch nhau cũng nhiều đam thì mình cũng hiểu anh em ạ. Rồi thì hoạt ảnh đánh của nó thì đẹp, phải nói là đẹp anh em ạ. Có một cái sự mà chăm chút quyết định cho cái hoạt ảnh này. Và cái lượng đam của con này thì nó thật là không cao lắm. Đấy, lượng đam này thì không cao lắm, nhưng mà con này nó có cái giá trị gọi là trao đổi rất là lớn anh em. Do là nó là cái quân mà limited và chưa kể là cái mức độ hiếm của legendary, nên là muốn siêu tập nó rất là khó khăn này. Mà bây giờ mình sẽ xin phép tắt những cái để mình coi thử coi là mấy cái mặt của cái con này nó có được làm chỉnh chu hay không nhé anh em. Rồi thì cũng gọi là chỉnh chu chứ không phải là không chỉnh chu đâu anh em. Nó khoảng mấy giây sau nó sẽ tàn đi, nhưng mà phải nói là nếu mà mình tắt hiệu ứng đi thì mấy con nó lại biến mất anh em, nó lại khó chịu anh em ạ. Đấy thì cái hoạt ảnh đánh của nó là như vậy anh em ạ. Ba cái con này là ba cái mặt nó khác nhau hoàn toàn luôn anh em. Rồi thì nói chung là review unit thì mình phải có cái vấn đề boost đam boost rank đầy đủ nữa là thôi. Cứ boost rank lên cho mọi người coi, đặt boost rank lên cho mọi người coi thử coi là mấy con này nó match boost như nào cho nó chuẩn bài cái video review của anh em ạ. Rồi thì để cho mấy anh em mình nó boost rank lên cái. Rồi boost đam lên thì lượng đam nó sẽ lên khoảng là 50k nha anh em. Ở boost rank đi. Boost rank nó sẽ cần thiết hơn, tại con này cái rank nó rộng anh em ạ. Đấy, boost rank thì cái rank của anh ta sẽ đẩy khá là cao. Đấy, 175 rank. Nó tấn công gần tới đây thì nếu mà có thêm up rank nó sẽ khác, nhưng mà không up rank thôi. À, cái hoạt ảnh của mấy con này nếu mà anh em nhìn kỹ thì nó sẽ bắn gọi là vượt qua, gọi là cái hoạt ảnh của nó sẽ vượt qua cái rank anh em ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Nếu mà anh em gọi là có ba con này nó bắn đẹp thật sự anh em ạ. Nó bắn như là cầu vồng vậy anh em, nhìn rất là lóa mắt luôn anh em ạ. Và chưa kể là ở đây nó còn có thêm mấy cái con mà kiểu như mấy con mà ma nữa anh em, mấy con mà hiệu ứng blessing anh em. Mấy cái này nó sẽ làm cho cái unit mình nó giá trị hơn. Đấy thì những cái ông nào mà săn unit nhiều thì mấy ông sẽ hiểu được là cái giá trị của unit này nó thứ nhất là nằm ở độ hiếm, và thứ hai là nó phải đẹp nữa anh em ạ. Chứ mà mấy con mà nó không đẹp hết anh em, nó rớt giá nhanh lắm anh em ạ. Đấy, hiếm là thứ nhất, quan trọng là phải đẹp nữa anh em. Chứ cái ở cái game này nha anh em, mình đánh giá là mấy con mà
anh em đi săn á, thường á là nó hiếm là quan trọng nè, đẹp nè, nhưng mà không có cần mà mấy con nó mạnh đâu. Nên mà bởi vì lý do tại sao mà mấy con Marada với hay là mấy con gì giá trị nó đâu có cao bằng mấy con đâu. Mấy con Marada chợ 20.000 anh em mua được một hai con rồi. Ở đây nghe con này anh em 100 đô mới mua được con em ạ. Đấy, cái giá trị của nó khác biệt ở ngay cái chỗ là cái blessing anh em ạ. Rồi thì mình không có review được cái blessing của cái con này là cái bàn tay nó như nào, nhưng mà nói chung là đây là cái tay của cái con mà nó giận anh em, nó sẽ tím, không biết là mấy con màu kia thì nó sẽ như nào. Rồi thôi kệ đi anh em, nữa mình sẽ gọi đột nhập ông này, mình ăn trộm mấy cái này qua cái admin để mình gọi là chém gió sau. Còn bây giờ thì chắc là bao nhiêu đó thôi, anh em cũng đã thấy được cái gọi là cái lý do mà tại sao mà cái con này nó có cái giá trị là 100 đô la một con đó anh em ạ. Ba con này là 300 đô. Đấy thì chắc là bây giờ là cũng đủ rồi ha. Mình sẽ kết thúc video tại đây thôi anh em. Cảm ơn anh em đã lựa chọn video mình trong hàng triệu video khác nhé. Bây giờ thì bye bye. Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. I'm